Thưa quý vị, để kịp thời nắm thông tin và hỗ trợ đời sống của người dân trong 7 ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, các tổ hỗ trợ khu dân cư tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã chủ động vận dụng công nghệ, từ đó đem đến hiệu quả tích cực trong việc quản lý địa bàn. Trao đổi thông tin nhanh, dễ lên danh sách thực phẩm và quan trọng hơn là nắm bắt tình hình cụ thể của từng hộ gia đình trong khu dân cư qua ứng dụng Zalo. Đó là cách mà tổ hỗ trợ tại khu dân cư 25 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ vận dụng để kịp thời giải quyết những nhu cầu của người dân trên địa bàn về hỗ trợ thực phẩm cũng như các công việc phát sinh trong thời gian 7 ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Thì được cái sự hỗ trợ của Ủy ban nhân phường Hòa Xuân, thì chúng tôi và có trách nhiệm là làm hoàn thành cái việc mà hàng cho nó sạch sẽ, đảm bảo chất lượng, cái gì ấy không tốt là lộ ra. Rồi trong phương thức thì ở khu dân cư chúng tôi có hai tổ phố và khu dân cư 25 đều có Zalo. Đấy, cho nên là việc thông tin nhất là chúng tôi thông tin qua Zalo. Sau đó những trường hợp nào có hộ nào mà không sử dụng Zalo thì chúng tôi tiếp tục là điện thoại hoặc là đến nhà để có nên nhắc nhở rồi vận động bà con. Sau khi nhận được tin nhắn của hộ gia đình trên nhóm Zalo, tổ hỗ trợ sẽ phân công các thành viên lên danh sách, chuẩn bị và mua sắm các nhu yếu phẩm theo yêu cầu, sau đó liên hệ và gửi đến tận nhà cho người dân. Trong địa phương mình ở đây thì có ít nhất là có hai cái nhóm group, tức là một nhóm group của tổ dân phố 86 và group của khu dân cư 25. Thì các anh chị trong ban công tác mặt trận cũng như là tổ trưởng dân phố chia sẻ thông tin rất là kỹ càng. Ngoài ra thì cũng hỗ trợ cho nhân dân rất là chu đáo về cái công việc mà chuẩn bị thực phẩm, mua hộ cũng như là nhắc nhở trong cái câu chuyện mà lịch tần suất về đi mua sắm trong ngày, đi chợ trong ngày cũng như là tần suất về xét nghiệm. Mình thấy cảm thấy rất là chi tiết và nhân dân ở đây cảm thấy rất là yên tâm. Với việc ứng dụng công nghệ, công tác hỗ trợ người dân tại đây đã trở nên hiệu quả hơn. Sự kết nối giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp diễn ra kịp thời, liên tục, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch hiện nay của thành phố.